Xem nào, mẹ xem dán đẹp không nào. Dán hết lên tủ này rồi có bóc được không con?
Titi có lấy không? U nhiều hình gấu nhờ. Ở trên đây là hình nổi nè. Này xem nào. Mẹ ơi con rắn đẹp. Con rắn đẹp á hả? Giỏi thế. Titi có dán không? Mẹ bóc cho. hình gấu này. Đó. Ui trời ơi, tay Titi có hình chị gấu này. Gấu. À Titi. Nhìn nè. Thấy không? Đây, đây, con bóc như thế là sai rồi. Mẹ bóc cho em dán nhá. Đây mẹ ơi. Đây. Ủa, nó bị tách rồi. Ủa sao cái này nó dễ bị tách cái ta. Đây. Một con gấu siêu to khổng lồ. To bằng chị gấu không? To bằng chị gấu. Đây, to bằng Titi luôn. À thế á, một cái to bằng chị gấu, một cái to bằng Titi à? Titi có dán lên người nữa không? Mẹ dán cho. Mẹ con này cho gì đấy? Ý, đâu có ăn được đâu con. Mẹ con gì đấy? Đâu? Đấy. Thế đố con biết. Con thả ra, con thả ra. Đố con biết, con này là con gì? Tan. 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 Con gà trống. Con gà trống. Con gấu báo. Con gấu báo. À, đẹp nha.